Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Đỗ Hữu Ca trả giá với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 20 tháng 2, AFA Tiếng Việt loan tin nguyên giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị truy tố do lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, nguyên nhân giám đốc công an Hải Phòng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, người chỉ đạo vụ tấn công vào khu đất đầm của gia đình Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng hồi năm 2012, vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố trong một vụ án trốn thuế, mua bán hóa đơn, chứng từ, nộp ngân sách nhà nước phi pháp. AFA cho biết, báo Người Lao Động loan tin vào ngày 20 tháng 2 về biện pháp mới nhất liên quan vụ án trên. Ngoài ông Đỗ Hữu Ca, còn 10 người khác cùng bị khởi tố với 5 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Và đây là hình bản tin trên AFA. Liên quan đến vụ án này, vào tháng 3 năm 2023, truyền thông nhà nước cho hay hai cán bộ cơ quan thuế ở Hải Phòng bị bắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2023 là ông Nguyễn Đình Đương, chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, Hải Phòng, và ông Đỗ Thanh Hoài, nhân viên chi cục thuế Cát Hải, về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, ông Đỗ Hữu Ca bị bắt vào ngày 18 tháng 2 năm 2023 do bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tại thời điểm đó, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Đỗ Hữu Ca khai có nhận 35 tỷ đồng của một doanh nhân để chạy án và đã nộp lại số tiền này. Tuy nhiên, ông Ca khai chưa tác động đến cá nhân hay cơ quan nào cho việc này. Điều này khó thuyết phục dư luận, nhiều người cho rằng ông Ca đang che giấu cho các đồng chí của ông còn trong đống rơm mà thôi. Bởi chính ông, với nhiều năm làm giám đốc công an Hải Phòng, hiểu quá rõ về hậu quả khi dám khai ra các đồng chí ở trên cao. Và đây là hình ông Đỗ Hữu Ca, kẻ mặt thớt, vinh quang khoe vụ Đầm Vươn là một trận đánh đẹp. Truyền thông nhà nước cũng cho hay, công an phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do ông Trương Xuân Đước, 52 tuổi, quê ở Hải Phòng, là giám đốc công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương cầm đầu. Ông Đước đã nhờ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca chạy án và đã chuyển cho vợ chồng ông Ca hàng chục tỷ đồng để chạy án nhưng không thành. Ông Đước bị Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ hồi đầu tháng 2 năm 2023. Theo AFA, ông Đỗ Hữu Ca sinh năm 1958, giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2013, nghỉ hưu vào tháng 7 năm 2013. Ông Ca nổi tiếng trên báo chí và mạng xã hội khi ông là người đứng đầu trong vụ cưỡng chế đất của nông dân Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng hồi năm 2012, dẫn đến việc nổ súng bảo vệ đất của gia đình ông Vương, khiến 4 công an và 2 người dân thường bị thương. 6 người dân đã bị bắt và khởi tố sau vụ cưỡng chế. Và đây là hình Đầm Vươn, Tiên Lãng sau khi bị công an Hải Phòng tấn công. Vẫn theo AFA, phiên tòa xét xử hồi tháng 4 năm 2013 đã tuyên ông Đoàn Văn Vương 5 năm tù vì tội giết người. 3 người khác trong gia đình ông Vương bị tuyên án từ 2 năm đến 5 năm tù cùng tội danh. 2 người khác bị án treo từ 18 tháng đến 36 tháng với cáo buộc chống người thi hành công vụ. AFA cho biết thêm vụ cưỡng chế đất sau đó bị chính phủ kết luận là sai. Cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng là Lê Văn Hiền cùng 4 cựu quan chức khác của huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang, nơi xảy ra vụ cưỡng chế, bị truy tố. Tuy nhiên, lãnh đạo công an Hải Phòng và lãnh đạo công an huyện Tiên Lãng chỉ bị kiểm điểm trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, nắm tình hình và xử lý tình huống không tốt để gây ra hậu quả nghiêm trọng. Có thể nói, ác giả, ác báo, việc Đỗ Hữu Ca bị bắt, bị khởi tố khiến nhiều người ủng hộ Đầm Vươn nhẹ lòng. Tuy nhiên, còn biết bao bất công, oan trái trên đất nước này, làm sao để đòi công lý cho người dân đây? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đỗ Hữu Ca trả giá với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm phạm bãi tư chính. Ngày 19 tháng 2, AFA Tiếng Việt có bài Biển Đông, tàu Trung Quốc xâm phạm các lô dầu khí của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Theo đó, Trung Quốc ngày 18 tháng 2 đã điều tàu hải cảnh đi vào khu vực các lô dầu khí của Việt Nam ở vùng biển bãi Tư Chính, theo ghi nhận của Sealine Project, một tổ chức chuyên theo dõi tình hình Biển Đông có trụ sở tại Hoa Kỳ. Động thái này diễn ra chỉ một tháng sau khi lực lượng hải cảnh của Trung Quốc điều tàu lớn của họ với lượng giãn nước 12.000 tấn tiến vào vùng biển xung quanh bãi đá ngầm này. Và đây là hình bài trên AFA. AFA cho biết bãi Tư Chính cách bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 160 hải lý, tức là nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tại đây, Việt Nam có 5 nhà giàn được xây dựng trong giai đoạn năm 1989 đến năm 1995. Hiện nay, 3 nhà giàn vẫn hoạt động. Những động thái gần đây của Trung Quốc biến khu vực này trở thành tâm điểm của sự đối đầu giữa nước này với Việt Nam trên khu vực Biển Đông. AFA dẫn chứng năm 2020, Việt Nam đã phải hủy các hợp đồng thăm dò với hai công ty nước ngoài là Repsol và Nobel, dẫn đến việc hai công ty này đệ đơn kiện đòi bồi thường. AFA dẫn quan điểm của ông Ray Powell từ Đại học Stanford, Hoa Kỳ nhận định rằng: "Tôi cho rằng Trung Quốc đã khá thành công, một phần là vì họ đã thành công trong việc ngăn cản các công ty thương mại hợp tác với phía Việt Nam. Đơn cử như trường hợp của công ty Repsol của Tây Ban Nha một vài năm trước, bằng việc khiến cho các hoạt động thăm dò mới trở nên quá tốn kém và rủi ro. Trung Quốc đã thành công ngăn chặn Việt Nam mở rộng hoạt động." Và đây là hình đường đi của tàu hải cảnh Trung Quốc năm 204 ở bãi Tư Chính ngày 2 tháng 10 năm 2023. AFA nhận xét, từ trước đến nay, Việt Nam vẫn phụ thuộc vào các công ty nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, điển hình là liên doanh dầu khí Việt-Nga, Vietsovpetro. Với việc quan hệ Nga-Trung Quốc trở nên kháng khít hơn kể từ khi Nga xâm lược Ukraine và hứng chịu các đòn cấm vận từ phương Tây, thì có lo ngại cho rằng Trung Quốc sẽ thuyết phục Nga từ bỏ hợp tác với Việt Nam. AFA dẫn ý kiến của giáo sư Kather, chuyên gia nghiên cứu quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, trước khi Nga xâm lược Ukraine, tập đoàn dầu khí Gazprom là cổ đông lớn nhất của mỏ Natuna thuộc Indonesia. Họ muốn xây đường ống kết nối Natuna với bãi Tư Chính rồi dẫn lên bờ ở Việt Nam để phát triển. Nhưng dự án đó đã bị hủy bỏ. Nếu tiến hành thì dự án đó sẽ khiến Trung Quốc phản ứng, còn Nga thì quá yếu để kháng cự. Tôi cho rằng Nga sẽ phải nằm im, thở khẽ để tránh khiêu khích Trung Quốc, bởi vì họ cần sự ủng hộ của Trung Quốc trong cuộc chiến với Ukraine. Và đây sẽ là một dạng bình thường mới. Và đây là hình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kẻ luôn ôm mưu đồ lấn chiếm biển đảo Việt Nam. AFA bình luận, bằng việc ép các công ty nước ngoài từ bỏ hợp tác với Việt Nam, Trung Quốc hy vọng sẽ buộc Việt Nam phải hợp tác với chính Trung Quốc nếu muốn tiếp tục thăm dò và khai thác dầu khí ở bãi Tư Chính và các khu vực khác trên Biển Đông. Và điều đó có nghĩa là Việt Nam công nhận các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực này. Ông Ray Powell đánh giá, chúng ta có thể nhìn vào trường hợp của Philippines, nước này gần đây không phát triển được bất cứ mỏ khí đốt mới nào ở khu vực Biển Đông. Trong bối cảnh các mỏ hiện tại đang dần cạn trữ lượng, thì Philippines sẽ phải đối diện với tình trạng an ninh năng lượng bị đe dọa. Do vậy, nước này đang ở trong thế khó trong việc ứng xử với Trung Quốc, mà đối với Trung Quốc thì họ chỉ chấp nhận phương án phát triển chung. Còn giáo sư Kather thì cho rằng, Việt Nam không thể khai thác tài nguyên mà họ cần, trong trường hợp này là nguồn cung năng lượng và khí đốt là một trong số đó, mà nguyên nhân chính là sức ép từ Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm phạm bãi Tư Chính. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.